Nắng nóng giáng đòn vào khủng hoảng năng lượng châu Âu. Mùa hè khô hạn vì nắng nóng làm giảm sản lượng thủy điện Na Uy, đe dọa lo phản ứng hạt nhân Pháp làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng châu Âu. Tại vùng đất Bắc Âu nổi tiếng với những vịnh nước sâu, Sfere Eklan chỉ tay về một trong những hồ chứa chính của Na Uy cho thấy mực nước đã giảm mạnh, để lộ những vách đá cao 15 mét. Bạn thấy chỗ vách đá mà thảm thực vật kia phát triển kia không? Mức nước đáng lẽ cao tới đó. Eklan, giám đốc điều hành của tập đoàn năng lượng Under Energy, nói về hồ chứa Strykevang. Chúng tôi không quen với hạn hán, chúng tôi cần nước. Mùa hè nắng nóng ở châu Âu đang gây ra những tác động nghiêm trọng với Na Uy. Sản lượng từ các nhà máy thủy điện vốn cung cấp 90% điện năng cho Na Uy và xuất khẩu sang các nước láng giềng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 25 năm qua, gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá cả tăng. Mùa hè khắc nghiệt, hạn hán nghiêm trọng đã giáng thêm đòn vào hệ thống năng lượng của châu Âu, vốn đang lao đao vì Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt. Tại Pháp, nhiệt độ nước sông tăng đã gây khó khăn cho việc xả nước làm mát của các lò phản ứng hạt nhân. Tại Đức, mực nước sông Rai quá thấp để có thể vận chuyển than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, giải pháp mà Berlin đang áp dụng để bù đắp nguồn khí đốt giảm từ Nga. Trong khi tại Anh, tháng 7 khô hạn nhất trong gần 90 năm qua đã gây ra các đám cháy rừng xung quanh London, khiến hàng nghìn ngôi nhà ở miền Bắc đất nước không có điện. Chúng tôi gọi đó là cơn bão hoàn hảo, Stephen Severson, giám đốc Under Energy, nói. Steven Siverson hiện đang có mặt ở Arendo, nơi các nhà lãnh đạo chính trị và công nghiệp Naui nhóm họp về khủng hoảng năng lượng, yêu cầu xem xét lại các thỏa thuận xuất khẩu điện với Liên minh châu Âu EU và Anh, hoặc cung cấp gói trợ cấp mới cho người dân Naui để giảm áp lực về giá điện tăng vọt. Bên cạnh việc Nga cắt nguồn cung, nhu cầu tăng vọt khi nền kinh tế phục hồi hậu đại dịch, thất bại trong nỗ lực tăng nguồn cung năng lượng tái tạo và đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm đã khiến giá điện ở Na Uy tăng kỷ lục, đặc biệt ở các thành phố đông dân tại miền Nam đất nước. Quốc gia giàu tài nguyên, vốn là một bên sản xuất khí đốt và dầu mỏ lớn, đang chịu áp lực phải hạn chế bán năng lượng ra bên ngoài để phục vụ cho nhu cầu trong nước. Cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng là đảm bảo an ninh năng lượng và phải độc lập với khí đốt Nga càng nhanh càng tốt. Nhưng đó là thách thức lớn, Siversong nói. Hôm 16 tháng 8, Thủ tướng Na Uy đã nói với Thủ tướng Đức rằng dù giữ cam kết cung cấp điện cho thị trường EU, Oslo khó có thể tăng thêm lượng xuất khẩu khí đốt. Nhưng Đức cần nhiều khí đốt hơn. Đợt hạn hán nghiêm trọng đã khiến quốc gia này phải thảo luận về phương án đầu tư vào năng lượng hạt nhân trong bối cảnh hoạt động vận chuyển than đá bằng đường thủy gặp nhiều khó khăn. Các nhà máy nhiệt điện của Đức nằm dài rác bên bờ sông Rai, nhưng mức nước sông thấp buộc các tàu chở than lớn chỉ vận chuyển khoảng 1 phần 3 công suất. Tuần trước, Uniper, công ty điện lực lớn của Đức thông báo sẽ cắt giảm sản lượng điện từ 2 trong 3 nhà máy điện vì không có đủ nguồn cung than. Đợt hạn hán nghiêm trọng được ghi nhận ở Pháp cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung năng lượng khi các nhà máy hạt nhân cung cấp hơn 70% điện năng của nước này phải giảm hoạt động để tránh xả nước nóng hơn ra sông. Nhiều lò phản ứng của 56 nhà máy điện hạt nhân đã phải ngừng hoạt động để bảo trì nhưng những dòng sông tiếp nhận nước làm mát từ các lò phản ứng đã trở nên nóng hơn vì nhiệt độ tăng, vượt mức cho phép theo quy định xả nước từ các nhà máy để bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, cơ quan quản lý năng lượng hạt nhân của Pháp tháng này lại tạm thời miễn trừ áp dụng quy định, cho phép 5 nhà máy tiếp tục xả nước nóng ra sông với lý do đáp ứng nhu cầu công cộng.